Xin chào các bạn. Trong bài học hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến các bạn một số cái kỹ thuật giúp chúng ta tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng hơn, cũng như là làm sao để an toàn hơn trên hệ thống mạng. Thì các cái công cụ tìm kiếm hiện nay các bạn sử dụng thì khá nhiều, trong đó Google là một trong những công cụ mà được xem là rất là phổ biến ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới. Lượng tìm kiếm của Google thì khá lớn ha. Ví dụ như tôi muốn tìm kiếm một cái gì đó thì tôi cần phải có một cái từ khóa để tôi có thể tìm kiếm. Thế thì cái chuyện đầu tiên các bạn muốn tìm kiếm được trên hệ thống mạng thì chúng ta phải có được cái từ khóa. Cái từ khóa là cái mà chúng ta muốn tìm kiếm. Thì có nhiều cách tìm kiếm, có thể các bạn tìm kiếm chính xác hoặc là tìm kiếm gồm tất cả những kết quả liên quan đến từ khóa của mình. Ở dưới đây tôi muốn tìm từ khóa Windows 10 đi. Thì khi tôi gõ Windows 10 như thế này, thì khi tôi search, thì ở đây bạn hình dung ha, nó mất khoảng 0,95 giây, thì chúng ta có khoảng hơn 195 triệu kết quả. Thế thì rất nhiều kết quả. Nó đây. Liên quan đến Windows 10. Thế trong cái số tìm kiếm này thì nó quá nhiều đi, như vậy thì ta làm sao biết cái từ khóa nào là hiệu quả? Hay là bằng cách nào đó để cô lập lại kết quả cho nó tương đối chấp nhận được. Vì nó rất là nhiều thì chúng ta không biết ở đâu để chúng ta lựa chọn. Chưa kể là khi các bạn tìm với các từ khóa, tôi ví dụ như là ví dụ máy ảnh đi ha, máy ảnh Canon đi, thì đây có rất nhiều từ khóa, rất nhiều kết quả. Các bạn có thể xem ha, nó khoảng 1 triệu, hơn gần 2 triệu ha, trong vòng 0,62 giây. Thì đây các bạn để ý nè, ở đây chúng ta thấy có chữ AD, thì những cái kết quả này được gọi là, tại sao nằm ở đây, đơn giản là người ta đã bỏ tiền ra, người ta quảng cáo để với Google để kết quả search ra thì thường các cái top 4 cái sản phẩm đầu này thường là do trả tiền quảng cáo thì chúng ta đạt được kết quả cao này. Còn ở dưới này là những trang website mà chứa từ khóa này và có nhiều cái lượt tìm kiếm hoặc là lượt truy cập thì nó được ở Google Index và nó được xếp hạng hàng cao khi mà tìm kiếm. Rồi thì khi chúng ta click vào các kết quả này ha, thì nó sẽ chuyển đến các cái website. Ví dụ ở đây bạn thấy rõ ràng là Nguyễn Kim nó xếp cao hơn cả cái trang web gốc canon.com.vn. Thì ở đây nó có một khái niệm gọi là SEO. Thường thì các cái người dùng á không để ý, tuy nhiên các cái công ty sản xuất thì thường người ta phải có thể dùng các biện pháp như là mua quảng cáo hoặc là tăng tối đa các kỹ thuật SEO để cái kết quả tìm kiếm nó cao hơn. Còn phía người dùng thì chúng ta cần tìm những cái kết quả phù hợp với chúng ta. Thì Google cũng hỗ trợ cho các bạn nhiều cái dạng tìm kiếm. Ở đây các bạn có thể tìm kiếm dạng in-mail, tức là các hình ảnh. Thì ở đây rõ ràng là chúng ta nhìn đây, ta thấy là nó có nhiều hãng ở đây. Mặc dù tôi search Canon nhưng có cả Nikon ha, các máy các hiệu khác. Thì nó đều có. Rồi. Các bạn cũng có thể search những cái video nói về các cái máy ảnh này, hay là các cái tin tức nói về các cái ảnh này, hoặc là các cuốn sách nói về chủ đề này. Thì trong phần tìm kiếm Google nó có một cái phần setting ha, các bạn có thể vô cái phần Advanced Search. Thì trong Advanced Search này các bạn có thể lựa chọn rất là nhiều yếu tố, nhất là về mặt ngôn ngữ ha. Ví dụ chúng ta chỉ muốn search tiếng Việt thôi,
Các bạn có thể điền vào trong sách content, hay là các bạn chỉ quan tâm đến một số cái báo chí thì các bạn có thể nhập vào. Để chúng ta có thể search được ha. Rồi các bạn muốn nó hiển thị bao nhiêu kết quả thì các bạn có thể chọn option đây. Tuy nhiên là nếu mà dùng công cụ Google Search ha, ở đây chúng ta đang ở Google Book ha, nên là nó ra cái loại này. Rồi chúng ta thử search thì nó sẽ ra những cuốn sách trên Google nói về có liên quan từ khóa đấy. Còn nếu các bạn để on ha, và chúng ta vào phần setting thì ở đây nó sẽ cho chúng ta rất là nhiều tiêu chí trong này. Các bạn tìm chính xác hay là tìm với các cái từ khóa, thì đây nó có các kỹ thuật search ha. Ví dụ bạn gõ cái từ đây, còn bạn muốn tìm chính xác thì các bạn có cặp dấu nháy này, hoặc là các bạn có từ O để loại trừ ha, hoặc hay là có những cái bạn loại ra những cái từ mà bạn không muốn xuất hiện ha. Hoặc là bạn cũng có thể là cái điểm đánh giá hoặc cái năm nó nằm đây. Về mặt ngôn ngữ cũng vậy, về mặt khu vực ha, cũng có ở đây cho các bạn lựa chọn. Ví dụ các bạn ở Việt Nam, các bạn muốn search, tôi search ở thị trường Việt Nam thôi, search ở các nước khác tôi không lấy được, vì vậy mà ngôn ngữ là tiếng Việt chẳng hạn. Rồi về thời gian thì các bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa đây ha, các loại format, rồi các loại file các bạn search. Thì thực ra với cái công cụ Google thì nó cung cấp và có khá nhiều cái tiện ích khi chúng ta sử dụng, và nó là được xem một trong những công cụ tìm kiếm hàng đầu hiện nay. Thì ở đây bạn cũng nhìn luôn ha, nó có một số trường hợp là các bạn để ý là khi mà chúng ta tìm kiếm với những website mà có chữ HTTPS thì thường mức độ nó sẽ an toàn hơn. Đây là truy cập. Còn có một số website có thể là các bạn không nhìn có những cái dấu hiệu gọi là không an toàn, hoặc là có thể do kết quả trên máy chúng ta là do nó lưu trữ những cái cache, tại vì thực ra các bạn đã từng mua một lần hoặc bạn vô những trang nào có liên quan thì nó có thể gây cho chúng ta kết quả không chính xác. Như vậy các bạn có thể sử dụng cái công cụ là ở đây ha, các bạn vô phần tab này các bạn có thể chọn cái công cụ là Rubik. Thì với cái cách search này thì các bạn sẽ search mà không như máy ảnh cái nào. Thì khi bạn search mấy công cụ này ha, thì các cái có kia mọi thứ thông tin cá nhân chúng ta nó không có lưu trữ, và khi mà chúng ta search như này thì thấy kết quả nó khác ngay. Trang canon.com.vn nó đã lên đầu, và các cái trang khác tương tự. Rồi ở đây bạn cũng nhìn rất là rõ ha. Thì khi mà chúng ta dùng các kỹ thuật này nè, thì đây nó có đưa gợi ý cho bạn các cái từ khóa. Chúng ta có thể sử dụng các từ khóa này để ta search. Thì hồi nãy á, tôi giới thiệu các bạn là công cụ của Google. Ở đây là Google. Thì một cái công cụ search khác mà được tích hợp trong trình duyệt luôn của Microsoft đó là công cụ Bing. Bing.com. Thì công cụ này cũng tương tự ha, nó cũng có phần image, search các hình ảnh, cũng có phần video, search ra các video nói về vấn hay là các tin tức nói về. Đấy, khá nhiều thứ ha. Rồi, ở đây thì cũng có một vài cái các bạn lưu ý luôn ha. Chúng ta cũng có thể lọc theo một số cái từ khóa ha. Filter ngày tháng suột giá. Thì đây là những cái tiện ích với các công cụ search. Ngoài công cụ này ra thì Yahoo cũng có các bạn.
Công cụ Yahoo cũng có một công cụ cung cấp trong tài sản. Cũng tương tự ha, cũng có các cái dạng. Thì các cái công cụ này nó để giúp chúng ta search được những cái chúng ta cần. Một trong những cái mà khi các bạn search á, thì nó phải là gì, có quá nhiều kết quả và ta do quá nhiều nên chúng ta không biết được cái nào là chính xác. Thế thì thường á, những cái kết quả đầu á thì đa phần ha, các bạn có thể so sánh giữa các công cụ search và tìm ra được những cái đáp án chung, thì chúng ta hay truy xuất những trang đó. Thì khi truy xuất, các bạn để ý là thì thực ra đối với các cái trình duyệt hiện nay thì nếu mà những web không an toàn thì thường nó sẽ báo cho các bạn. Ví dụ các bạn search bằng Google hoặc là search bằng bên Microsoft thì nó thấy những cái trang không an toàn, nó có thể cảnh báo cho các bạn. Và khi các bạn phát hiện những cái cảnh báo đó thì chúng ta không nên truy cập vào. Lý do là có thể là có những cái vấn đề về vấn đề về mã độc ha. Thì thường á Google nó cũng chặn. Còn về mặt các bạn thì chúng ta cũng chỉ cần lưu ý cho tôi một số điểm là khi chúng ta tìm kiếm thì cố gắng lựa những cái trang web nào mà có mức độ tin tưởng cao. Ví dụ các website mà có tên tuổi, có uy tín. Còn có một số cái trang diễn đàn hoặc là một số cái trang mà các bạn thấy rất là lạ thì không nên truy cập. Tại vì click vào một số cái link đấy thì có thể nó dẫn đến những cái sự nguy hiểm. Còn nguy hiểm như thế nào thì cũng không nói trước được, tại vì hiện nay các đối tượng xấu trên mạng khá nhiều. Người ta có thể tung ra những cái tin không chính xác. Thì chúng ta cố gắng tránh những cái trang mà không có độ độ tin tưởng cao. Ngay cả như khi chúng ta search các cái sản phẩm mà ở những trang review công nghệ thì đương nhiên ta đọc trên đấy nó sẽ tốt hơn nhiều so với ta đọc ở các cái diễn đàn mà không có tên tuổi. Vì một website mà được đánh giá là tin tưởng và được mọi người truy cập nhiều thì cái website đó nó sẽ được ưu tiên vào kết quả tìm kiếm. Đương nhiên là sẽ sau những cái kết quả tìm kiếm đã được trả tiền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.